Kinh Ưu Bồ Tát Giới quyển 4 phẩm 18 6 ba la mật. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, như ngài đã dạy cúng dường sáu phương là sáu ba la mật. Cúng dường, người cúng dường sáu phương như vậy sẽ tăng trưởng tài vật và tuổi thọ. Người như vậy có những hành tướng gì? Phật dạy: Này Thiện Nam, nếu không tham tiếc tất cả tài vật, thường làm lỡ cho tất cả mọi người, thường nhớ đến việc bố thí và ưa thực hành bố thí, có bao nhiêu đem ra bố thí bấy nhiêu, không luận nhiều hay ít. Trong lúc thực hành bố thí, đối với thân mạng tài vật không nên khinh thường, phải thanh tịnh bố thí, không lựa chọn người giữ giới hay phá giới, khen ngợi pháp bố thí. Thì thấy người thực hành bố thí vui mừng, không ganh ghét, thấy người ăn xin đến khởi tâm vui mừng, đứng dậy không đón tiếp lễ phép, lấy ghế mời ngồi. Người kia có thưa hỏi hay không thưa hỏi cũng liền khen ngợi phước báo của sự bố thí. Thấy người khiếp sợ thì bảo hộ cho họ. Ở những nơi đói khát thì nên bố thí thực phẩm ăn uống. Làm việc bố thí không mong cầu phước báo, bố thí không mong cầu trả ơn, không gạt chúng sanh, luôn khen ngợi công đức tam bảo. Không nên dùng cân già non hoặc trộm những vật rẻ tiền để đối với gạt người. Không ưa uống rượu, cờ bạc và tham dục. Thường tu đức hộ thiện, dù có giàu sang tâm cũng không buông lung. Thường làm việc bố thí không khởi tâm kiêu mạn. Này Thiện Nam, người có những đức tính như vậy nên biết người này có thể cúng dường bố thí ba la mật. Này Thiện Nam, nếu có người thanh tịnh được thân khẩu và ý, thường tu tâm dịu dàng, không làm tội lỗi, giả sử có tạo tội lỗi thường sanh hổ thẹn, hối lỗi tinh tạo nghiệp sẽ bị quả báo. Tu tập việc lành tâm sanh vui mừng, đối với tội nhỏ cho là rất lớn. Giả sử đã lỡ làm thì khiếp sợ, lo buồn, hối hận, không bao giờ đánh chửi giận dữ hại các chúng sanh. Trước phải nắm biết ý người, sau mới nói lời dịu dàng. Thấy chúng sanh tâm luôn thương mến, biết ơn, trả ơn, tâm không bỏng sẻn, không dối gạt chúng sanh, làm ra tài vật đúng như chánh pháp, chỉ ưa làm phước đức, không công đức tạo ra từ niệm giáo hóa người. Thấy người nghèo khổ, đức thân chịu thế, thường tu tâm từ, thương mến tất cả. Thấy người làm ác, thường tìm cách ngăn cản. Thấy người làm lành thì khen ngợi công đức và nói về phước quả, hoặc dùng thân lực đến chỗ người buôn bán kinh doanh mà phụ giúp. Thân thà mất tự hạ tự tại, để người khác được tự tại. Từ sẽ lì tâm giận dữ, hoặc có lúc vừa khởi lên liền biết và hổ thẹn, lời nói luôn chân thật và dịu dàng, tránh xa lời nói hai lưỡi và lời nói không có ý nghĩa. Này Thiện Nam, người có đức tướng như vậy nên biết người ấy có thể cúng dường giới ba la mật. Này Thiện Nam, có người thực hành thanh tịnh thân khẩu và ý, giả sử chúng sanh đem những điều ác đến vu khống, quyết không khởi một niệm giận dữ, chỉ quyết không dùng điều ác để trả thù. Nếu thấy người đến xin lỗi liền hoan hỷ và tha thứ. Lúc nhìn ngắm chúng sanh tâm thường vui mừng, thấy người làm ác sinh tâm thương xót, khen ngợi kết quả của sự nhẫn nhục, thường hay quả trách về sự giận dữ và nói về quả báo của sự giận dữ là có nhiều khổ đau độc ác. Lúc tu bố thí và nhẫn chịu, trước hết là đối với oan gia, phải quan sát họ chỉ là năm ấm nhờ do các duyên hợp mà tạo thành. Tại sao ta lại giận dữ? Quan sát về sự giận dữ chính là nhân duyên chịu khổ trong nhiều đời sau. Nếu tâm lỡ phát khởi giận dữ thì liền ăn năn lo sợ hối hận, thấy người khác nhẫn nhục hơn mình, không sinh tâm ganh ghét. Này Thiện Nam, những người có đức tướng như vậy nên biết người này có thể cúng dường nhẫn ba la mật. Này Thiện Nam, nếu có người không biết nhát, không thọ hưởng, không tham, không ưa thích các cảnh vui như ngồi nằm, khi làm công đức thì một việc lớn cũng như một việc nhỏ hễ làm là quyết làm cho xong. Trong lúc làm việc không để ý đến sự đối khác lắm nóng lạnh, đúng thời hay không đúng thời, không xem thường mình, việc lớn chưa xong, không khởi tâm ăn năn, lúc làm xong rồi tự mừng là có thể hoàn thành, khen ngợi tinh tấn có nhiều phước báo. Đúng như chánh pháp làm ra của cải, trong lúc đem dùng sao phải dùng phải sao cho hợp lý. Thấy người tinh tấn theo lối tà ngụy, khéo nói quả báo hung dữ cho họ, khéo dạy chúng sanh tu hành tinh tấn, việc làm chưa xong, giữa chừng không ngừng nghỉ, khi tu pháp lành không nghe lời người khác. Này Thiện Nam, người có đức tướng như vậy nên biết người này có thể cúng dường tinh tấn ba la mật. Này Thiện Nam, nếu người có thể thanh tịnh thân khẩu ý, tới nơi yên vắng hoặc hang sâu, rừng núi hay nhà trống vắng, không thích ngồi nơi đông người ồn ào và thân đấm ngọa cụ, không thích nghe chuyện của thế gian, không thích tham lam sân hận si mê, trước khi muốn nói gì phải dùng lời dịu dàng, tưởng ưa xuất gia giáo hóa chúng sanh, có ít phiền não, lại xa lìa tư tưởng ác, thấy kẻ oán thù tu đức từ tâm, ưa nói phước báo của sự thiền định,
tâm nếu buông lung loạn động liền lo sợ hổ thẹn ăn năn. Thấy người tu định tàn ngụy chỉ ra tội lỗi việc làm của họ, khéo dạy chúng sanh để đưa họ vào trong chánh định. Này thì nam, người có đức tướng như vậy nên biết người này có thể cúng dường thiền định ba la mật. Này thì nam, nếu có người thanh tịnh được thân khẩu ý, học hết tất cả các việc thế gian, đối với tham sân si tâm không nắm chấp, không cuồng loạn, thì các chúng sinh thường cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, trưởng lão và các bậc tôn túc có đức hạnh, tu pháp không buông lung. Trước khi nói điều gì đều dùng lời dịu dàng, không gửi gạt chúng sinh, có thể phân biệt độ chánh đạo, tà đạo và khéo biết rõ quả báo của thiện ác, thường thích nơi thanh vắng, xuất gia tu đạo. Tôi đem việc đời để dạy bảo chúng sinh, thấy người học giỏi hơn mình không khởi tâm ganh ghét, mình có hơn người khác cũng không khởi tâm kiêu mạn, chịu khổ không buồn, hưởng vui không mừng. Này thì nam, người có đức tướng như vậy nên biết người này có thể cúng dường bát nhã ba la mật. Này thì nam, trong mỗi phương đều có bốn điều, phương bố thí có bốn: một là điều phục chúng sanh, hai là xa lìa đối ngại, ba là lợi mình, bốn là lợi người. Nếu người nào đối với tài vật không sẽ lòng ham tham tiếc, cũng không phân biệt kẻ oán người thân, đúng thời hay không đúng thời, thì người ấy có thể điều phục được chúng sanh. Và đối với tài vật không có tham tiếc cho nên có thể thực hành bố thí, vì thế lại được tâm ác bọn sản trong khi bố thí và sau khi bố thí đều vui mừng không hối hận. Do đó đời sau hưởng thọ cảnh an vui của cõi trời người, và cảnh càng an vui dễ dịu hơn nữa. Ấy gọi là tự lợi, nó có thể khiến cho người khác xa lìa đối khác khổ sở, ấy gọi là lợi tha. Phương trì giới có bốn: một trang nghiêm bồ đề, hai lìa đối ngại, ba tự lợi, bốn lợi tha. Trang nghiêm bồ đề là những ưu bồ tát đến giới bồ tát có thể làm nền móng cho sơ địa đến trên đẳng chánh giác vô thượng, đó gọi là trang nghiêm. Đã thọ giới rồi lại được xa lìa giới ác và không giới, đó là xa lìa đối ngại. Đã thọ trì giới rồi thì được cảnh giới an vui cõi, an vui trời người, và lại được đến cảnh an vui di diệu hơn nữa, đó là tự lợi. Đã thọ giới rồi thì làm cho chúng sanh không sợ hãi, khiến cho chúng sanh đều sẽ lìa tất cả đau khổ, được vui, đó là lợi tha. Phương nhẫn nhục có bốn: một trang nghiêm bồ đề, hai lìa sự đối ngại, ba tự lợi, bốn lợi tha. Trang nghiêm bồ đề là do nhẫn nhục được tu pháp lành, nhiều tu pháp lành nên được từ sơ địa nên cho đến chánh đẳng chánh giác vô thượng, đó là trang nghiêm. Đã tu nhẫn rồi thì sa lìa giận dữ, đó là sa lìa đối ngại. Nhờ nhân duyên nhẫn nhục mà hưởng được cảnh an vui cõi trời người, và còn được an vui cao hơn nữa, đó là tự lợi. Nhờ nhân duyên nhẫn nhục nên mọi người sinh tâm vui mừng, tâm lành, tâm điều phục, đó gọi là lợi ta. Phương tinh tấn có bốn điều: một trang nghiêm bồ đề, hai sa lìa đối ngại, ba tự lợi, bốn lợi ta. Trang nghiêm bồ đề nghĩa là nhờ nhân duyên tinh tấn đã được tu pháp lành, nhờ tu pháp lành mà được sơ địa cho đến chánh quả chánh đẳng chánh giác vô thượng, đó là trang nghiêm bồ đề. Khi tu pháp lành thì sa lìa được biến nhát, đó là lìa đối ngại. Nhờ tu pháp lành nên được hưởng cảnh an vui trời người, và còn an vui cao hơn nữa, đó là tự lợi. Vì bảo chúng sanh sa lìa pháp ác, đó là lợi tha. Phương thiền định cũng có bốn: một trang nghiêm bồ đề, hai lìa sự đối ngại, ba tự lợi, bốn lợi tha. Trang nghiêm bồ đề nghĩa là nhờ tu thiền định như vậy nên được từ sa lìa cho đến chánh đẳng chánh giác vô thượng, đó là trang nghiêm. Do thiền định mà tu được nhiều pháp lành, sa lìa được nhẫn suy nghĩ suy xấu ác, đó là lìa sự đối ngại. Nhờ nhân duyên tu thiền định thường ưa nơi thanh vắng mà được hưởng cảnh an vui cõi trời người, và cao hơn nữa, đó là tự lợi. Đoạn từ tham sân si của các chúng sanh, đó là lợi tha. Phương trí tuệ có bốn: trang nghiêm bồ đề, lìa sự đối ngại, tự lợi, lợi tha. Trang nghiêm bồ đề nhờ tu trí tuệ mà được sơ địa cho đến chánh đẳng chánh giác vô thượng, đó là trang nghiêm bồ đề. Nhờ tu trí tuệ nên xa lìa vô minh, khi các phiền não không được lan rộng, đó là xa lìa đối ngại. Trừ được phiền não chướng và sở tri chướng, đó là tự lợi. Vì bảo chúng sinh khiến được điều phục, đó là lợi tha. Này thì nam, họ có thuyết nói lìa giới không nhẫn nhục, lìa trí tuệ không thiền định, cho nên chỉ nói có bốn ba la mật, nghĩa là nếu nhẫn nhịn người hung dữ không đáp trả, tức là giới, hoặc tu thiền định tâm không buông lung, tức là trí tuệ. Vì thế giới tức là nhẫn, tuệ tức là định, lìa tuệ không có định, lìa định không có tuệ. Vì thế tuệ tức là định, định tức là tuệ. Lìa giới không có tinh tấn, lìa tinh tấn không có giới. Vì thế giới tức là tinh tấn tức là giới. Lìa bố thí không có tinh tấn không có bố thí. Vì thế bố thí tức là tinh tấn tức là bố thí. Cho nên không có sáu ba la mật, nghĩa này không đúng. Vì sao?
Vị trí bát nhã là nhân, bố thí là quả, tinh tấn là nhân, trì giới là quả, thiền định là nhân, nhẫn nhục là quả. Mà nhân với quả không được làm một, nên phải có 63 mật. Nếu có thuyết nói, giới tức là nhẫn, nhẫn tức là giới, nghĩa ấy cũng không đúng. Vì sao? Vì giới là từ người khác mà lãnh thọ, còn nhẫn thì không phải như vậy. Có người không thọ giới mà vẫn nhờ nhẫn nhịn được điều ác. Vì mọi người tu tập pháp lành, nhẫn nhịn vô số khổ não, nhiều đời thay thế chúng sanh chịu nhiều khổ não, tâm không hối hận, thối lui, cho nên lìa giới nhưng lại có nhẫn nhục. Này thì nam, tam muội tức là thiền định, trí tuệ tức là quán. Thiền định là duyên vào một cảnh không loạn động, quán là hay phân biệt. Vì thế trong 12 bộ kinh, Như Lai nói định khác với tuệ. Này biết chắc chắn có 6 ba la mật. Như Lai sở dĩ đầu tiên nói bố thí ba la mật để điều phục chúng sanh, do lúc bố thí phải lìa tâm tham, cho nên theo đến nói mới nói giới ba la mật. Lúc bố thí tâm có thể nhẫn xả ly, do vậy tiếp đến nói nhẫn ba la mật. Nhưng lúc bố thí tâm là không an vui, không quan đến thời tiết, vì thế có tiếp nói tinh tấn ba la mật. Lúc bố thí tâm chuyên nhất, không có loạn tưởng, nên tiếp sau đó nói định ba la mật. Vì lúc bố thí không bị thọ nhận vui sanh tử, cho nên kế tiếp nói trí tuệ ba la mật. Này thì nam, thế nào gọi là ba la mật? Lúc bố thí không mong cầu phước báo trong hay ngoài thân, không quán phước điền hay không phước điền, bố thí tất cả tài vật, tâm không bỏng sẻ, không lựa thời tiết, cho nên gọi là bố thí ba la mật. Cho đến một tội nhỏ, dù có vì thân mạng cũng không hủy phạm, do vậy gọi là giới ba la mật. Cho đến người ác đâm cắt thân thể mà vẫn an nhiên không giận dữ, nên gọi là nhẫn ba la mật. Trong suốt 3 tháng chỉ dùng một bài kệ khen ngợi Đức Phật không có dừng nghỉ, gọi là tinh tấn ba la mật, được đầy đủ tam muội kim cang, gọi là thiền định ba la mật. Này thì nam, khi được chánh đẳng chánh giác vô thượng, thành tựu đầy đủ 6 ba la mật, nên gọi là bát nhã ba la mật. Này thì nam, Bồ Tát có hai hạng, tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia có thể thanh tịnh 6 ba la mật không lấy làm khó. Bồ Tát tại gia thanh tịnh 6 ba la mật mới thật là khó, vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên xấu ác ràng buộc. Phẩm 19 bố thí. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã tu 6 ba la mật vì cho về chúng sanh có thể làm những việc gì? Này thì nam, nếu Bồ Tát đã tu như vậy thì hãy cứu vớt chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sinh tử. Này thì nam, nếu có người đối với tài vật và các thực phẩm ăn uống khởi lòng bỏng sáng, thì nên biết người này trong vô lượng kiếp đặc biệt quả báo ngu si nghèo khổ. Do vậy, Bồ Tát dùng lúc mới tu hành bố thí ba la mật cần làm lợi ích cho mình và cho người. Này thì anh em, nếu người ưa bố thí thì đối với tất cả kẻ oán thù đều phải xem như người thân. Người không được tự tại đều làm cho tự tại. Tin vào nhân quả của sự bố thí, tin vào nhân quả của sự trì giới thì người ấy mới được phước quả của sự bố thí. Này thì nam, có người nói bố thí tức là ý. Vì sao? Vì ý tức là căn bản của bố thí, nghĩa này không đúng. Vì bố thí tức do năm ấm, do thân khẩu ý đầy đủ mà bố thí. Bố thí nếu vì tự lợi và lợi tha, hay chỉ lợi tha thì cũng phải đầy đủ năm ấm. Bố thí như vậy có thể trang nghiêm đạo Bồ Đề, xa lìa phiền não, được nhiều của cải, đó gọi là kết quả chánh đáng của sự bố thí. Sống lâu, xinh đẹp, mạnh khỏe, an vui, có biện tài, gọi là kết quả phụ của sự bố thí. Phước quả của sự bố thí khi có khi vì tài vật bố thí thù thắng nên phước quả thù thắng, cũng có khi phước điền thù thắng nên được phước quả thù thắng, hoặc có khi thí chủ thù thắng nên được quả thù thắng. Tu hành hướng đến quả tu đà hoàn, đến thân cuối cùng là Bồ Tát, cho đến thành Phật, gọi là phước điền thù thắng. Bố thí cho người phước điền như vậy nên được quả báo thù thắng. Nếu có người bố thí tài vật đầy đủ sắc hương vị xúc quý nhất, ấy là tài vật thù thắng. Nhờ bố thí tài vật thù thắng nên được phước quả thù thắng. Nếu có thí chủ tính tâm thuần thục với sự bố thí giữ giới nghe nhiều trí tuệ thì được phước báo thù thắng. Này thì nam, người có trí bố thí có năm hạng: chỉ tâm bố thí, tự tay đưa vật bố thí, tính tâm bố thí, theo thời tiết bố thí, đúng như pháp làm ra tại Phật bố thí. Này thì nam, người có chí tâm bố thí được kết quả gì? Nếu người nào chí tâm bố thí sẽ được nhiều của cải quý, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, ngọc báu, san hô,
voi ngựa bò, gieo ruộng vườn, nhà cửa, nô tỳ và nhiều người thân thuộc. Người chỉ tâm bố thí được phước như vậy. Người tự tay đưa vật bố thí thì được quả. Kết quả gì? Người chính tay mình trao vật bố thí cho người được phước báo cũng như trên. Người tinh tâm bố thí được kết quả gì? Người tinh tâm bố thí sẽ được phước báo cũng như ở trên. Thường được cha mẹ anh em thân thuộc tất cả chúng sanh yêu mến. Người tinh tâm bố thí được phước báo như vậy. Người theo thời tiết bố thí cũng được phước báo gì? Người theo thời tiết bố thí cũng như trên và những tài vật cần dùng. Cứ theo thời mà có được. Người theo thời tiết bố thí gồm phước báo như vậy. Người đúng như pháp bố thí thì được kết quả gì? Người đúng như pháp bố thí được phước báo cũng như nói ở trên. Nhưng khi được tài vật rồi không bị vua quan giặc cướp nước lửa cướp đoạt. Nếu có người dùng màu sắc tốt đẹp bố thí, những dân ấy được thân hình tươi đẹp. Nếu người dùng hương thơm bố thí, những dân ấy tướng tốt đồn xa. Nếu người dùng vị ngon bố thí, nhờ những dân ấy mọi người thích thấy nghe. Khi đã được thấy nghe rồi lại đem lòng thương mến. Nếu người đem xúc bố thí, những dân ấy được xúc đẹp thù thắng. Người nhận đã rồi thì được sống lâu, có sắc đẹp, mạnh khỏe, an vui và có biện tài. Này thì nam, có người đã bố thí đôi pháp tượng sẽ không được phước báo sống lâu xinh đẹp, mạnh khỏe, an vui và có biện tài vì không có người thọ nhận. Nghĩa này không đúng. Vì sao? Do có tính tâm. Thí chủ đã có tính tâm thực hành bố thí, do đó được năm phước báo như trên. Này thì nam, bây giờ có tỳ kheo tu tập tâm từ, như vậy tâm từ đó thật không có sự thọ học nhưng cũng đạt được vô lượng phước báo. Bố thí tháp tượng cũng như vậy, tức cũng được năm phước báo. Này thì nam, do phước điền mà có đủ các loại phước báo. Vì vậy mà Như Lai nói phước điền được quả báo, tài vật được quả báo, thí chủ được quả báo. Này thì nam, bố thí có hai thứ. Một là bố thí pháp, hai là bố thí tài vật. Bố thí pháp thì được phước báo, cả hai là pháp và tài. Còn bố thí tài vật chỉ duy nhất trở lại được phước báo tài vật quý. Là Bồ Tát phải tu hành cả hai pháp bố thí ấy, coi đó là hai việc làm có thể có giúp chúng sanh xa lìa được khổ não, giúp chúng sanh điều phục tâm mình. Này thì nam, cũng lại là cũng có ba loại bố thí. Một là bố thí pháp, hai là bố thí điều không sợ hãi, ba là bố thí tài vật. Dùng bố thí pháp là dạy cho người khác xuất gia, thọ giới, bạch tứ yết ma, tu đạo, thuyết giảng chánh pháp để phá bỏ tà kiến, thường giảng giải rõ ràng điều chân thật và điều không chân thật. Nếu bày thì bố điên đảo và không buông lung, đó gọi là bố thí pháp. Nếu có chúng sanh sợ hãi vua quan hay các loài sư tử, cọp báo hay các nạn lửa, nước, hay sợ hãi đạo tặc, Bồ Tát thấy rồi thì phải ra sức cứu họ ngay. Đó gọi là bố thí không sợ hãi. Tự mình đối với của cải quý báu, dù đẹp, dù xấu, dù nhiều, dù ít, đều phá bỏ tánh keo kiệt không tham tiếc. Từ bỏ dê, voi, ngựa đến nhà cửa, phòng ốc, dù nằm, giường cây, giếng nước. Từ những nô tỳ nô bộc đến những bò ngựa đặc đè kéo xe, từ những vật bằng đồng bằng sắt như bình trò đến những vật bằng gai mịn như giường đồ ngồi quần áo, kể cả các chuỗi ngọc hương hoa đèn sáng, từ những vật kết bằng tơ lụa đẹp như rèm cửa, lồng che, màn phố, trường kỷ, đến những vật tạc và tạo do cỏ cây nước đá, hết thảy những vật ấy có ai đến xin đều sẵn sàng đem cho, đó gọi là bố thí tài vật. Nay thì nam, khi bố thí có bốn điều hệ lụy: một lòng sân tham, hai không tu bố thí, ba xem thường vật nhỏ, bốn còn phước báo ở thế gian. Bốn hệ lụy như vậy có hai phép trừ được: một, tu vô ngã và tu vô thường. Này thì nam, nếu muốn bố thí phải phá sạch năm điều: một, tâm giận dữ; hai, tâm tham lam; ba, tâm ganh ghét; bốn, tham tiếc thân mạng; năm, không tin nhân quả. Nếu phá trừ được năm điều ấy thì được an vui bố thí. Người ưa bố thí là có năm điều: một, thường không xa lìa các bậc thánh nhân; hai, tất cả chúng sinh thích nhìn, thích nghe; ba, vào trong đại chúng không có khiếp sợ; bốn, được danh tiếng tốt; năm, trang nghiêm bồ đề. Này thì nam, Bồ Tát là người bố thí cho tất cả. Vậy thế nào là bố thí tất cả? Này thì nam, Bậc Đại Bồ Tát làm ra tài vật đúng như chánh pháp là chỉ để mà bố thí nên gọi là bố thí tất cả. Thì đem tâm thanh tịnh mà thí cho người gọi là thí tất cả. Ít tài sản mà luôn bố thí gọi là thí tất cả. Điều mình ưa thích cũng đem ra bố thí gọi là thí tất cả. Bố thí không cầu phước báo gọi là thí tất cả. Rồi lúc bố thí không quán là phước điền hay không phước điền gọi là thí tất cả. Kẻ bán người thân để bố thí bình đẳng gọi là thí tất cả. Bồ Tát thường bố thí tài vật cho hai hạng: một, thí cho chúng sanh; hai, thí cho không phải chúng sanh. Trong hai hạng ấy, bạn cho đến cả thân mình của không tham thiết gọi là thí tất cả.
Bồ Tát Bố Thí cho tâm thương xót, gọi là thí tất cả. Trước lúc bố thí, trong lúc bố thí, sau khi bố thí không hề có hối tiếc, gọi là thí tất cả. Họ có khi dùng vật không thanh tịnh bố thí để khiến cho người trước được vui mừng. Các chất như rượu, chất độc, dao gậy, gông, xiềng, vân vân, hoặc được tự do dùng hay không tự do dùng, quyết không đem bố thí. Không bố thí cho những bệnh, cho người bệnh, những thức ăn và uống thuốc uống không sạch, không cướp đoạt, dù chỉ một tiền của người khác đem ra bố thí. Bồ Tát trong lúc bố thí dù có thế nào, quyết không đánh đập mắng chửi, làm cho những người tôi tớ giận hờn khổ não. Bố thí tài vật đúng như chánh pháp, không mong cầu phước báo đời này và hai đời sau. Khi bố thí rồi thường hay soi xét tội lỗi của phiền não, soi xét sâu xa về công đức vi diệu của Niết Bàn. Ngoài đạo Bồ Đề không mong cầu gì khác. Trong lúc bố thí cho người nghèo khổ thì khởi tâm thương mến. Lúc bố thí cho người phước điền thì khởi tâm cung kính. Bố thí cho người thân thuộc không xem như vật bỏ. Nếu thấy người sinh xem tướng mạo của họ mà không mà cho, không chờ họ mở lời xin. Vì sao? Vì không đợi người cầu xin mà tự cho thì được phước báo vô lượng. Này thiện nam, thí chủ có ba hạng thường trú và hạ, người không tin nghiệp quả, thường tham lam bỏng sẻn, sa ta bạc hết. Thấy người đến sinh sao lòng giận dữ như muốn ngăn cấm, đó là bậc hạ. Dù có tin nghiệp quả, do đối với tài vật và sự tâm tướng tham tiếc, sợ tài vật hết. Thấy người đến sinh sanh tâm ghét bỏ, đó là bậc trung. Tin sâu vào nghiệp quả đối với tài vật không tham trước, quán các tài vật đều là vô thường. Thấy người đến sinh có của để cho thì vui, không có để cho là buồn. Đem vật nơi thân ra bố thí, đó là bậc thượng. Là cũng có người bậc, cũng có bậc hạ. Thấy người đến sinh ngoảnh mặt làm lơ hay dùng lời độc ác để mắng chửi phỉ nhục, là cũng có bậc trung. Mặc dù có bố thí nhưng xem thường không cung kính, là cũng có bậc thượng. Người chưa sinh đã đem tài vật ra cho với tâm cung kính, là có bậc hạ. Chỉ cốt mong cầu phước báo hiện tại, là có bậc trung. Chỉ vì mong cầu phước báo nơi vị lai, là có bậc thượng. Là vì thương xót mà bố thí. Bậc hạ có kẻ vì muốn đền ơn mà bố thí. Bậc trung có kẻ vì sự nghiệp mà bố thí. Bậc thượng là có kẻ vì pháp tạng mà bố thí. Bậc hạ có kẻ vì sợ người khác hơn mình mà bố thí. Bậc trung có kẻ vì muốn mọi người cùng như ta mà bố thí. Bậc thượng không chọn kẻ người thân mà bố thí. Bậc hạ có tài vật nói lại không. Bậc trung có nhiều tài vật thì nói ít. Bậc thượng thì xin ít là cho nhiều. Người bố thí nhưng không có tài vật cũng có ba hạng. Người thấp kém, thấy người đến sinh thì tâm ác giận dữ trách móc. Người bậc trung thấy người đến sinh nói thẳng là không có. Người bậc thượng thấy người đến sinh tự cảm thấy xấu hổ vì không có tài vật để cho nên sinh tâm sầu não. Này thiện nam, họ có bậc hạ thường bị hiền thánh quở trách, bậc trung thường được hiền thánh thương yêu, bậc thượng hiền thánh nhìn thấy thì khởi tâm hoan hỷ. Này thì nam, người trí thực hành bố thí là vì lợi ích người khác, biết của cải là vô thường, vì muốn chúng sanh khởi tâm vui mừng, vì thương yêu mọi người, vì muốn trừ bỏ lòng bỏng sẻn, không cầu phước báo đời sau, vì muốn trang nghiêm đạo Bồ Đề. Cho nên Bồ Tát bố thí tất cả rồi thì không sanh tâm ăn năn, không lo tài vật hết, không xem nhẹ tài vật, không xem thường bản thân, không đoán thời tiết, không quán người sinh, không nhớ đến người ăn xin. Như khi đói người đến món ăn, gần với bạn lành, học hỏi chánh pháp, thấy người ăn xin đến tâm sinh vui mừng, như nhà bị cháy, đem được tài vật ra, vui mừng, khen ngợi cho tài vật có nhiều tội lỗi. Bố thí xong rồi, nên sinh vui mừng. Như gửi của cho người lành, lại còn nói với người ăn xin, ông đúng thật là người đã trợ duyên cho tôi được công đức, để tôi được xa lìa đạo tâm tham lam, đời nhờ ông đến xin. Có nghĩa là đối với người đến xin, luôn đem lòng thương mến, để bố thí cho người ăn xin rồi lại còn dạy cho họ phải đúng như pháp giữ gìn, sẽ nên tu hành đúng cúng dường Phật, Pháp và Tăng. Bồ Tát như vậy là thích làm hành bố thí và nhờ đó mà sẽ liệm mọi buông lung. Mặc dù đem thân mình ra một bố thí cho người đến sinh, nhưng không bao giờ sinh một niệm ác. Nhờ vậy mà được tăng trưởng từ bi hỷ xả, không khinh người nhận, không tự cao hay tự vui mừng là ta có tài vật cân xứng với người muốn sinh, tăng trưởng lòng tin, không nghi ngờ nghiệp quả. Này thì nam đã có thể quán tài vật là vô thường, quán các chúng sanh như là con một của mình. Người như vậy mới có thể bố thí cho người đến sinh. Này thì nam người ấy, như vậy sẽ không còn phiền não làm chuyển động, giống như núi tu di không gió không thể lay động.
Người như vậy mới có thể làm chỗ quay về nương tựa cho các chúng sanh. Người như vậy mới đầy đủ bố thí ba la mật. Này thì nam, người có trí có bốn điều. Nên thích bố thí. Một, nhờ bố thí mà phát trừ phiền não. Hai, nhờ bố thí mà phát được nhiều thệ nguyện. Ba, nhờ bố thí được thọ hưởng an lạc. Nhờ bốn, nhờ bố thí được nhiều tài vật quý báu. Này thì nam, tâm không tham lam cũng gọi là bố thí. Vậy thế nào là không tham lam? Bố thí là sự nghiệp tài vật được tạo nên từ sự nghiệp, nghiệp làm ra đầy đủ tài vật rồi đem ra bố thí, nên gọi là không tham. Thế nào là nhờ sự bố thí mà phát trừ phiền não? Nghĩa là khi đã thực hành bố thí thì phát trừ được kiêu kiệt, tham lam, ganh ghét, giận dữ, ngu si. Thế nào là nhờ bố thí được phát được thì phát được nhiều thệ nguyện? Nghĩa là nhờ bố thí nên mới có thể phát được nhiều thệ nguyện thiện hoặc ác, vân vân. Do nguyện thiện ác mà được quả thiện ác. Vì sao? Vì lực của thệ nguyện. Thế nào là bố thí mà được an lạc? Nhờ nhờ bố thí mà hưởng được cảnh an lạc của cõi trời người cho đến cảnh an lạc an vui vô thượng. Thế nào là bố thí? Là do bố thí được nhiều tài sản. Nhờ bố thí nên mong cầu vàng bạc cho đến súc sinh cũng đều được như ý. Này thì nam, người ở bố thí tức phá trừ được năm pháp xấu ác, tà kiến, không có niềm tin, buông lung, tham lam, keo kiết, sân hận, si mê. Tâm đã lìa ác rồi thì khởi sanh vui mừng. Nhờ sự vui mừng nên dần dần đến chân chánh giải thoát. Người như vậy được hiện tại được bốn phước báo. Một, mọi người đều thích nhận. Hai, cho đến kẻ oán thù cũng ưa nhìn thấy. Ba, tiếng tốt vang xa. Hai, tiếng tốt vang xa. Ba, lúc nào lúc vào chỗ đông người không khiếp sợ. Bốn, tất cả người hiền ưa đến kết bạn. Này thì nam, người nào tu bố thí rồi mà tâm không hối hận, người như vậy nếu bị người đời não hại phải đọa vào địa ngục, dù ở chỗ xấu ác nhưng người ấy không bao giờ đói khát, cũng do nhân duyên đó mà sẽ lìa được hai sự khổ, nỗi khổ phải nuốt viên sắt, nỗi khổ uống nước đồng sôi. Nếu bị làm thân súc sanh thì thực phẩm ăn uống đều dễ tìm, không thiếu kém. Nếu làm ngạ quỷ không bị đói khát, từng được no đủ. Nếu được làm người sống lâu sẽ đẹp, mạnh khỏe, ăn vui, có biện tài, tinh tâm, giữ giới, học rộng, nghe nhiều, trí tuệ hơn người. Dù sanh vào đời hung ác cũng không làm việc bất thiện, sanh vào đời pháp ác quyết không thọ chịu. Đối với chỗ khiếp sợ không sanh lo sợ, nếu sanh lên cõi trời được 10 vị thủ thắng. Này thì nam, người trí do hai diện mà hành bố thí, điều phục tự tâm, làm tan lòng giận dữ của cái khác, cho là nhờ đó mà được gọi là đấng vô thượng tôn. Này thì nam, người trí hành bố thí rồi không mong cầu người nhận khỏi tâm yêu mến, nhớ nghĩ không mong cầu danh tiếng, không bị khiếp sợ, không mong cầu người hiện thấy để kết bạn, kết làm bạn thân, cũng không mong cầu bất báo ở cõi trời người, mà luôn soi xét đến hai điều: đem của không chân thật để đổi lấy chân của chân thật, quyết không làm theo tâm tánh tham lam. Vì sao? Vì đối với tài vật khi ta chết đi không đem theo được, vì thế tự thân mình đem ra bố thí mà khỏi tâm an vui. Này thì nam, người bố thí trước tiên nên thử tâm mình, đem tài vật bên ngoài bố thí, biết tâm đã địa phục rồi sau đó mới đem vật trong thân bố thí. Nhờ hai sự bố thí ấy mà được hai pháp xa lìa ba cõi, được giải thoát chân chánh. Này thì nam, cho người đi xa mang vật nặng nên rất khổ cực, nếu bỏ bớt đi thì được vui mừng. Người bố thí thấy người đến xin thì lấy của ra cho, tâm sanh vui mừng, thì cũng giống như vậy. Này thì nam, người trí thường suy nghĩ muốn tài vật theo mãi bên ta đến đời sau, sao trước có chẳng bố thí. Với lại quan sát cái khổ của người bần cùng, cái sung sướng của người giàu có, cho nên chuyên tâm ưa thực hành bố thí. Này thì nam, nếu có người có tài sản thấy người đến xin thì nói tôi không có hay tôi đang đau khổ, thì nên biết người ấy đã nói những lời bạc đức nghèo cùng ở đời sau. Người như vậy gọi là buông lung. Này thì nam, người không có tài vật tôi nói tôi không có, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì tất cả nước cỏ cây ngoài đồng ai lại chẳng có, dù là vị quốc vương hay chưa đất chắc thí được. Dù nghèo khổ nhưng không phải không thí được, người nghèo cũng có ăn uống, ăn rồi rửa chén bát để nước lắng cặn thì cho loài khác ăn cũng được phước báo. Nếu đem một ít bột nhỏ như hạt bụi thế cho loài kiến cũng được phước báo vô lượng. Trong thiên hạ những người nghèo khổ ai lại không có một ít bột nhỏ như hạt bụi? Có ai một ngày không ăn ba phát cơm để nuôi được thân mạng?
Do vậy các người nên đem nửa phần an bố thí cho người đến sinh. Này thiện nam, những người nghèo khổ có ai đến nỗi ở trần không có quần áo? Nếu có áo quần, sao lại không có một cái khăn để người ta buộc ghẻ lỡ hay miệng vải bằng ngón tay để làm tim đèn? Này thiện nam, trong thiên hạ có ai nghèo đến nỗi không có thân thể? Nếu có thân, thấy người làm phước để nó giúp đỡ, vui mừng không chán nản, cũng gọi là thí chủ, cũng được phước đức, có lúc được một phần, hoặc có khi bằng nhau, hoặc có khi nhiều hơn. Do nhân duyên như vậy nên khi nhận sự cúng dường của vua Ba Tư Nặc, Như Lai cũng chú nguyện dù là cho vua hay cho người làm thì phước vẫn như nhau, không có sai khác. Này thì nam, như người mua hương nào, hương xoa, hương bột, hương rời, hương đốt, bốn loại hương như vậy, người làm, người mua, người cân lượng, vân vân đều nghe mùi thơm không khác, mà các loại hương mùi thơm của nó không hao giảm chút nào. Tu hành bố thí công đức nó cũng như vậy, dù nhiều ít lớn nhỏ, nếu tâm tùy hỷ đi đến để giúp cho, họ ở xa chỉ nghe thấy mà cho tâm đồng ý vui mừng, thì phước báo không có sai khác vì tâm đều giống nhau. Này thì nam, nếu không có thầy bậc mà thấy người khác bố thí lại sanh tâm không, tâm không tin tưởng, nghi ngờ bậc phước điền ấy là người bần cùng. Nếu có nhiều tài sản tự tạo vô ngài, có phước điền cao quý, nhưng lại không có tín tâm, không thể dâng cúng, cũng gọi là bần cùng. Do vậy người trí tuy có nhiều hay ít cứ đem ra bố thí, trừ sự bố thí ra không có việc gì mà được cảnh an vui cõi trời người, nhờ cảnh an vui vô thượng. Do vậy trong thế kinh Như Lai nói, người trí tự quán một bát cơm để ăn thì ta sống, đem bố thí thì ta chết, vậy mà cũng đem ra bố thí, huống gì có nhiều tài vật. Này thì nam, có người trí nên quán tài vật là vô thường, do vô thường mà tài vật tổn thất hao giảm không được lợi ích, vì trong vô lượng đời sống dù là vô thường mà biết đem ra bố thí thì lại được nhiều lợi ích. Vậy vì sao ta nay tham tiếc không đem ra bố thí? Người trí soi xét thế gian, các người dự giới học rộng nghe nhiều, nhưng xuất lực dự giới học rộng nghe nhiều mà được quả vị A-la-hán, dù được quả vị ấy rồi mà không thể ngăn được nỗi khổ đói khát. Nếu vị A-la-hán khó có được phòng xá, y phục, thực phẩm, ăn uống, ngoạn cụ, thuốc men, đều là do kiếp trước không tạo duyên bố thí. Người phá giới, nếu ở bố thí thì dù đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ cũng thường được no đủ. Này thì nam, trừ pháp bố thí ra, không có hành phước gì mà còn được hai quả tự tạo giải thoát. Nếu người dự giới dù được sanh lên cõi trời mà không tu bố thí cũng không được thức ăn ngon quý nhất, chuỗi ngọc di diệu. Nếu người muốn cầu an lạc giữa thế gian, gia sự an vui vô thượng, phải thích bố thí. Người trí nên soi xét sanh tử không giới hạn thì sự tự hưởng an vui cũng như vậy. Do đó giai đoạn trừ sanh tử mà bố thí chứ không mong cầu hưởng an lạc hoặc soi xét thế này, mặc dù dù có khắp bốn châu thiên hạ hưởng nhiều an vui cũng không biết đủ. Cho nên ta vì quả an vui vô thượng mà hành bố thí, không vì cảnh vui trời người. Tại sao? Vì tất cả đều là vô thường, có giới hạn. Này thì nay đã có ngữ thuyết nói, người cho, người thọ nhận và người hưởng an vui cũng đều là năm ấm cả. Năm ấm như vậy tức là vô thường, sao thế cho hai cho năm ấm là ai là người cho, ai là kẻ thọ nhận, mà quả lành thì không diệt. Cho nên không có người cho, không có người thọ nhận, nên hỏi lại họ, như vậy là có người thí như có người thọ nhận sao? Nếu nói thí tức là người bố thí, thọ nhận tức là ngã, là nên nói ta cũng như vậy, thí tức là người thí, ngã tức là năm ấm. Nếu nói thí cho năm ấm mà cõi này vô thường thì ai ở cõi đó mà lãnh thọ? Ông hãy chú ý lắng nghe, Như Lai sẽ giải bày cho. Hạt giống là vô thường hay là thường? Nếu nói là thường, vì sao hạt giống diệt mà sinh mầm? Nếu thấy vậy đã lỗi. Đã nói là vô thường là bảo với họ, nếu vô thường thì lúc hạt giống tiếp xúc với nước, đất, nhân công, vân vân, làm thế nào cái mầm kia được lớn lên? Nếu nói hạt giống dù vô thường nhưng nhờ sự tác động nên được kết quả sinh mầm, vậy thì nó nói năm ấm cũng là như thế. Nếu nói trong hạt giống trước đã có mầm, công nhân, nước, phân, chỉ làm liễu nhân, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì hiểu rõ nhân đối với cảnh vật không có tăng, không giảm, nhiều vẫn là nhiều, ít vẫn là ít, mà nay nước, phân, mầm tăng trưởng, thế nên trước không, nay có. Nếu nói hiểu rõ nhân thì có hai, nhiều và ít. Nhiều tức là thấy lớn, ít tức là thấy nhỏ, cũng như đốt đèn, ánh sáng lớn thấy nhiều sợi vật, ánh sáng nhỏ thấy được ít.
Nghĩa này không đúng như sao? Nhưng cũng như một hạt giống phần nhiều cùng với nước phân không thể một giờ một ngày mà lớn lên được. Có người đồng, người hơn. Để nói nhận rõ nhân chỉ có hai thứ. Nhưng cần đợi thời tiết. Giật ít hiển bài ít, giật nhiều hiển bài nhiều. Như vậy tôi nói không tăng không giảm, nghĩa này không đúng vì sao? Vì theo giáo pháp của ông, lúc nào cũng thường, vì thế không nên nói như vậy. Này thì nam hạt giống khác, mầm khác, dù hình thức và sự khác và dù hình thức trước và sau khác nhau, nhưng tương tự không gián đoạn, năm mầm cũng vậy. Này thì nam như hạt giống phát triển thành mầm, mầm lớn dần thành cây, cây sinh trưởng ra lá, ra hoa, hoa kết tụ thành quả. Năm ấm của một đường tăng dần, năm ấm của năm đường cũng như vậy. Nếu nói người này làm người khác hưởng thọ thì ấy chủ trương của ông, không phải ta nói. Như trong giáo pháp của ông, tác giả là ngã, thọ giả là thân, mà không nói là người này làm người khác hưởng thọ. Chẳng hạn người thọ giới không sát sanh, tức là ngã. Vì do nhân duyên ấy nên được thân tốt đẹp, vì thế pháp của ông có lỗi. Người hưởng thọ không do nhân, người tạo nhân không có kết quả. Nếu nói ngã làm thân thọ thì ngã cũng như vậy, ở đây làm bên kia thọ, hoặc nên hỏi lại thân và ngã của ông có khác không, có khác nhau. Thân hưởng thọ ăn uống, mặc áo quần, đeo chuỗi ngọc, nhờ ăn uống các thứ ăn ngon mà được xinh đẹp mạnh khỏe. Nếu các thức ăn không ngon thì không được xinh đẹp ốm yếu, xinh đẹp hay xấu xí, nếu phụ thuộc vào nhân duyên thì ngã sẽ được vào chỗ nào? Nếu nói ngã được ô buồn hay vui mừng thì tại sao không phải người này làm người khác thọ hưởng? Ví như người có nhiều sức lực, do uống tô lạc, người ấy sống uống lâu ngày nên thân thể được mạnh khỏe xinh đẹp. Lại có người ốm yếu, thấy người kia uống tô lạc liền sanh vui mừng thì được xinh đẹp mạnh khỏe sao? Nếu nói không thì ngã cũng như vậy, thân tạo ra mọi việc, tại sao ngã thọ hưởng? Vì không tương tự như nhau. Trong pháp của Như Lai không có như vậy. Năm ấm tạo tác, năm ấm thọ hưởng tương tự, không có gián đoạn. Này thì nam, nếu nói năm ấm là vô thường thì ở cõi này không đến cõi kia do hưởng được thọ báo. Nghĩa cũng không đúng, vì sao? Như trong giới pháp của Như Lai, nếu có làm tức có hưởng, hoặc có trường hợp người này làm người khác thọ hưởng, không làm không có sự thọ hưởng, có làm có sự thọ hưởng. Năm ấm tạo tác, năm ấm lãnh thọ, người này làm người khác thọ hưởng. Ở cõi người làm, ở cõi trời thọ hưởng, không làm không có sự thọ hưởng. Do nhân duyên tạo tác và hòa hợp nên mới có. Chứ vốn không có tự tánh thì làm gì có sự tạo tác và thọ hưởng. Ý ông nếu cho người này làm người khác thọ hưởng, tại sao lại nói là liên tục không gián đoạn? Cái này không đúng vì sao? Vì pha thuốc độc vào sữa đến khi thành đều hồ cũng có thể giết người được. Lúc là sữa khác, lúc là đều hồ cũng khác, tuy là có khác nhưng tương tự sanh không gián đoạn, nó có thể giết người. Năm ấm cũng vậy, mặc dù có khác nhưng tương lớp tương tự sanh không có đoạn diệt, do đó có thể nói người này làm người khác thọ hưởng. Có làm có thọ hưởng, không làm không thọ hưởng, nghĩa là nếu lìa năm ấm thì không có ngã và ngã sở. Tất cả chúng sanh do điên đảo che mờ tâm tánh, hoặc nói sắc tức là ngã, cho đến thức tức là ngã, hoặc cũng có thuyết nói sắc tức là ngã, còn lại bốn ấm là ngã sở, cho đến thức cũng như vậy. Hoặc có thuyết nói lìa riêng năm ấm ra sẽ có ngã, vì ấy không thể có. Vì sao? Vì ngã ở trong pháp của Phật thì sắc không phải là ngã. Vì sao? Vì sắc là vô thường, không tạo tác, không tự tại, như vậy bốn ấm không được gọi là ngã sở. Cho đến thức cũng vậy, nhiều duyên hòa hợp lại mới sinh ra một pháp khác gọi là tạo tác, nhưng thật ra không tạo tác gì khác. Các duyên hòa hợp mà sinh ra pháp khác gọi là thọ, nhưng thật ra chẳng thọ gì khác. Đó gọi là không làm mà không thọ hưởng. Nếu ông cho rằng người này làm, người khác thọ hưởng, tại sao người này tạo nghiệp, người khác không được thọ, mà đều có đủ năm ấm, người này không đúng gì sao? Vị khác có hai thứ, một là thân khác, hai là tên khác. Một là Phật đắc, hai là thiên đắc. Phật đắc hay thiên đắc, thân và tên đều khác nhau. Đó là nhân duyên của thân khẩu mới khác. Thân khẩu khác nên nghiệp tạo ra cũng khác. Từ sự tạo nghiệp có sai khác nên đời sống, sắc lực, an vui hay biện tài cũng khác nhau. Vì thế không phải Phật đắc tạo nghiệp, thiên đắc thọ quả. Mặc dù cũng cùng làm ấm, danh và sắc là một, nhưng thọ và tưởng lại hành động khác. Phật đắc hưởng an vui,
Thiên đắc thì chịu sự khổ cực, Phật đắc khởi tham lam, thiên đắc khởi giận dữ, thì ta không được gọi là tương thọ. Sắc và danh tuy là một nhưng thật ra có khác, và có trường hợp Phật đắc màu trắng, thiên đắc màu đen. Nếu cái tên đồng một nghĩa thì khi một người sinh ra tất cả các người khác cũng sinh ra, một người chết thì tất cả các người khác cũng chết. Nếu ông không chấp nhận như vậy thì không được nói người này làm, người khác thọ hưởng. Nếu ý ông cho cũng có trường hợp người này làm, người khác thọ hưởng, thì tôi cũng cho là như vậy. Nó có trường hợp người này làm, người khác thọ hưởng. Nếu cho người này làm, thì người khác thọ hưởng tức là cùng lỗi với tôi. Tại sao không thấy lỗi của mình mà chỉ trách lỗi người khác? Nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì nghĩa về khác của tôi có hai phần, tuần tự sanh cũng tuần tự diệt. Tuần tự sanh nhưng không tuần tự diệt, vì sanh có khác nên diệt cũng có khác. Do vậy ta nói người này làm, người khác thọ hưởng, đây làm kia thọ, không đồng lỗi với ông. Ví như có người muốn đốt làng ngay trong đống cỏ khô, nếu một que lửa, lửa từ đó cháy lan ra khắp đến cả 100 dặm, 200 dặm. Ông thôn trưởng thì bắt được thủ phạm, liền tra khảo: ngươi là người tàn ác, tại sao đốt cháy cả làng chúng ta? Thủ phạm trả lời: sự thật không phải tôi đốt, tôi đã nếm que lửa chỉ cháy tàn, và chỗ tôi đốt chỉ có một đống rác nhỏ, tôi đang bồi thường lại cho đống rác nhỏ, còn bao nhiêu vật khác tôi không bồi thường. Khi ấy người thôn trưởng nói: người ngu, với một chút ít lửa của ông nên dần dần sanh ra nhiều lửa khác, đốt cả 100 dặm, 200 dặm đều là do đám lửa của ông, sao không chịu bồi thường? Dù biết lửa kia có khác, khi mới bắt đầu cháy cũng có khác, nhưng vì nối tiếp không gián đoạn nên ông phải có tội. Năm ấm của nghiệp lành hay dữ cũng là như vậy. Khi thọ lành quả báo dù nói năm ấm không tạo tác nhưng dần dần tiếp tục sanh, cho nên có thọ báo. Ví dụ có người cùng với một người khác cầm đuốc, thách cầm đuốc đi xa đến 100 dặm, nếu không đến ta sẽ thua ông, còn như đến ông sẽ thua ta. Người cầm đuốc đi đến 100 dặm rồi, liền đến người kia đòi tài vật. Người kia liền nói: đuốc ông phát ra dấu tích đại gì? Tại sao ở chỗ này theo ta đòi tài vật? Người cầm đuốc trả lời: lửa kia mặc dù đã diệt, nhưng thứ lớp nối tiếp nhau cho đến chỗ này. Hai người nói như vậy đều có lý cả. Vì sao? Vì nghĩa đúng như vậy. Có làm có thọ hưởng, người này làm, người khác thọ đều không có lỗi. Nếu có thuyết nói năm ấm cũng vậy, người này làm, người khác thọ hưởng đều không có lỗi. Ví như hai bên bờ và chữ dòng, gọi chung là sông Hàn. Khi mùa hè thì hai bên bờ cách nhau rất xa, khi mùa thu đến hai bên bờ còn gần lại. Định tướng của nó là vô thường. Khi lớn khi nhỏ, dù có tăng có giảm, nhưng mọi người đều cho là con sông. Và có thuyết nói đây không phải là sông. Người trí cũng nói có khác và không khác. Năm ấm cũng vậy, người trí cũng nói có làm có thọ hưởng, làm khác thọ hưởng khác. Ý ông nếu cho hai bờ là đất, giữa dòng là nước, thần sông là sông, thì nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì nếu thần sông là sông thì tại sao lại nói sông trong sông đục? Có bờ bên này, có bờ bên kia, giữa dòng có cạn có sâu, đến nơi biển cả có thể đo được hay không đo được. Thế như có cây tức có thần ở, nếu như không có cây thần ở đâu? Sông và thần cũng là như vậy, cho nên hai bờ và giữa dòng, thứ lớp không có gián đoạn, đều gọi chung là sông. Do vậy có thể nói năm ấm hay là khác năm ấm, cũng vậy. Ví như có người chửi mắng làm nhục người quyền quý, do nói lời thô ác ấy mà chân bị xiềng xích, chân thật ra không có lời thô ác mà lại bị gông xiềng, cho nên không được quyết định nói là dị tác dị thọ, tức tác tức thọ. Chỉ người có trí mới có thể nói dị tác dị thọ, tức tác tức thọ. Thế như bình đựng dầu, tim, lửa, nhân công, những nhân duyên đó hòa hợp lại mới gọi là điện sáng. Ion nấu, nếu cho điện sáng là có tăng có giảm, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì đã giảm thì không tăng, tăng thì không giảm, do có thứ lớp xanh nên nói điện có tăng có giảm. Ion nếu cho điện là vô thường, dầu tức là thường, dầu nhiều sáng nhiều, dầu ít sáng ít, thì người ấy cũng không đúng. Vì sao? Vì dầu là vô thường nên có hết có cháy. Nếu như dầu là thường
thì hai niệm sẽ dừng lại, mà hai niệm dừng lại thì cái gì cháy và cái gì hết. Do vậy người trí còn nói đèn sáng tức là khác, năm ấm cũng vậy, ánh sáng tức là sáu nhật, dầu tức là nghiệp. Vì nhân duyên của các nghiệp nên năm ấm có tăng có giảm, có kia có đây. Như có người nói về lời của A Đệ Gia, câu nói A Đệ Gia đã qua lâu lắm rồi, ngày nay không còn, người đời tuyên truyền nhau nói không bao giờ diệt, cho nên giờ được gọi là lời của A Đệ Gia. Người trí cũng nói đó là lời của A Đệ Gia hay chẳng phải là lời của A Đệ Gia, mặc dù có nghĩa phải và không phải nhưng đều không có lỗi. Năm ấm cũng vậy, cũng có thể nói tức tác tức thọ, dì tác dì thọ. Có người rất giàu không có con cháu truyền thừa, khi đã chết rồi ta sẽ thế nhập vào quốc công. Nhưng rồi có người nói tài sản ấy thuộc về tôi, nhà chức trách bảo tài sản ấy của người khác làm ra, tại sao thuộc về ông? Người ấy nói tôi là con cháu bảy đời của người chết, kế tiếp không đoạn tuyệt, tại sao tài sản ấy không thuộc về tôi? Nhà chức trách liền nói đúng vậy đúng vậy, của này thuộc về ông. Người trí nói năm ấm cũng vậy, tức tác tức thọ, dì tác dì thọ. Ý ông nếu cho năm ấm tạo nghiệp cái đã thành rồi liền diệt mà thân vẫn còn, nghiệp không có chỗ nương tựa, nghiệp mà không có chỗ nương tựa tức là không có nghiệp, khi bỏ thân là rồi lấy cái gì mà chịu quả báo? Nên nghĩa này không đúng, vì sao? Như tất cả nghiệp quá khứ đều chờ đợi để thể, chờ đợi thời, ví như hạt quýt nhờ nơi cây quýt mà sinh rồi dần dần qua lại tạo ra vị ngọt. Người ta muốn trái quýt nên đem hạt trồng, hạt cây, cành lá, hoa sinh ra quả đều chưa được tạo được vị, đến khi quả chín mùi vị mới phát ra. Như vậy mùi vị chẳng phải trước không nay mới có, cũng không phải không có nhân duyên, mà do trái quýt mùi trước. Nghiệp của thân khẩu ý cũng vậy, nếu nói vậy thì nghiệp trụ vào chỗ nào? Nghiệp ở trong đời quá khứ, đợi đúng thời gian thân thể mới thọ quả báo. Chỉ người uống thuốc và trải qua một thời gian thì thuốc tuy đã tan biến nhưng cũng đợi đến lúc tốt mới phát huy sức mạnh. Nghiệp của thân khẩu ý cũng là như vậy, mặc dù đã quá khứ đã diệt nhưng đến thời vẫn phải thọ quả báo. Ví như trẻ nhỏ ban đầu tập học tập, dù niệm niệm diệt không có chỗ đứng lại, nhưng đến khi trăm tuổi cái học cũng không mất. Nghiệp ở quá khứ cũng như vậy, dù không có chỗ trụ nhưng đến thời là tự thọ quả báo. Vì thế nên nói chẳng phải năm ấm tạo năm ấm thọ, là cũng không được cho chẳng phải năm ấm thọ. Nếu có thể hiểu rõ ràng thông đạt hết những việc này thì người ấy sẽ đạt quả vị vô thượng.